anh Lợi ơi, ông lão xiềng xích, em nhớ anh. Đó. Nhớ nhiều không? Nhớ ít thôi. Nhớ ít thôi chứ không lại xiềng xích hả? Nhớ ít thôi. Ồ, bây giờ em kể cho chị nghe. Ổng á vừa mới bị công an bế đi. Và ổng đi vô trại nuôi dưỡng những người già neo đơn. Rồi giờ ổng về nhà ổng. Rồi bây giờ ổng không có ai hết. Chị cưới ổng đi rồi. Chưa có vợ hả? Ừ. Chị chịu ổng không? Ngày mai cho. Nay ổng nhiêu à? Ổng mới có 50 tuổi mà đẹp trai cao to lắm. Ơi. Được không? Em bảo lãnh ông ra rồi ông tới ở với chị. Thôi. Được không? Thôi. Ở trong trại hả? Ừ. Nói anh Lợi ơi sao nè? Anh Lợi ơi, em là hoa hậu thần tiên tiên tỷ Củ Chi, nhớ anh Lợi lắm, ông Lợi Thiền Xích ơi. Anh Lợi Thiền Xích. Ừ nói đi. Anh Lợi Thiền Xích ơi. Ơi. Anh nhớ anh ít thôi. Anh nhớ nhiều hả? Anh nhớ nhiều đó. Nhớ ít thôi, anh nhớ nhiều hả? Anh giỡn. Anh giỡn kìa. Thiệt với ai giỡn? Anh giỡn. Giờ chị thích không? Em làm mai ra. Bữa nào em vô trại rồi em lấy số điện thoại rồi em dẫn lên hai người gặp nhau. Anh ở trại này bao lâu à? Ông mới bị hốt đi được 1 tuần rồi. Mới có 1 tuần hả? Chị bảo lãnh ông được không? Thôi không dám đâu. Bảo lãnh ông ra ở chung vui. Ông giỏi lắm, ông chăm sóc cho vợ con, ông giỏi lắm, siêng lắm. Biết rồi mà đều không dám. Sợ lắm bây giờ. Không dám. Có là đâu không dám trời. Sợ lắm không dám. Ông rất là thương vợ thương con luôn á. Nhưng mà có cái ông hơi bị khình khình. Không dám, sợ lắm. Sợ không? Chị sợ đàn ông hả? Bây giờ chị sợ lắm, ở mình đứng quen à. Bây giờ chị sợ lắm đúng không? Quý vị ơi, bây giờ em sẽ vào trong căn chòi ở khu nghĩa địa chỗ chị Loan thần tiên tỷ tỷ ở quý vị ơi. Hello người đẹp. Chào. Mở cái tấm cho em vô coi công chúa. Đây hả? Trời ơi. Sao nay di chuyển địa bàn rồi? Đó là giờ ở đây có chút. Mà ai giờ cho chị vậy? Chị tự giờ hay sao? Chị tự giờ. Mà sao đổi phong thủy hay sao vậy? Thì tự nhiên thì đổi chút. Trời ơi. Bạn mặc độc lạ thiệt á. Trời đất ơi, mở cửa cho công tử vô mà công chúa cũng lâu nữa à. Chưa từ từ. Chưa từ từ cái. Rồi đãi lên xíu đó được rồi. Bữa nay mặc đồ đẹp dữ ta. Có cái mặc đồ đẹp. Quá trời quá đất này, bữa em lên trển mà không gặp bà luôn, bà đi đâu mà đi tia trai hay sao á, lên không gặp phải đi về. Chơi đi cột lên dài cái đầu nó quay. Sợ tụt hả? Sợ tụt á. Sợ bà luôn quý vị, ngủ vậy đó, ngủ nghề địa vậy đó. Bữa đó đi đâu mà em chờ 1 tiếng không thấy luôn. Cái bữa vòng vòng đó. Vòng gì em đi tìm quanh quanh không có mà vòng. Vậy cho mát. Cột lên vậy để tuột cho mát. Đây đẹp gái quá ta. Hả? Đẹp thiệt á. Đồ bình thường thôi chứ đâu có gì đâu. Đẹp mà. Bình thường thôi. Sáng giờ chị nấu cơm ăn chưa? Nấu cơm ăn rồi. Là nấu một buổi sáng ăn cả ngày hả? Nấu một buổi sáng ăn cả ngày. Đây biệt thự của bạn nè cả nhà. Ở nhà không sợ ma mới hay chứ. Mà xưa giờ có thấy ma không? Không. Ở nghề địa mà không thấy ma hay vậy ta? Đâu có thấy ma gì đâu. Mà không sợ ma luôn hả? Không thấy ma gì hết. Giờ hát em nghe bài chứ. Để cái hát bài. Hát bài là mới nha. Anh ở đầu xong em cưới xong nha. Ok. Anh ở đầu xong em cưới xong, uống chung dòng nước
chàm cỏ đông, quê hương biết bao mùa nước lớn. Anh ở nơi này nhớ về bên kia, mẹ ơi con gái mờ ai bên nước, biết bến nào trăng biết sông nào đục, biết rồi ngày mai còn thực giá theo chồng. Như chim lòng cá chậu vắng cửa vắng nhà, lâu lắm mới về khăm. Một mai án bắt giang nam xa cờ lối bước, người ta chê cười. Hay quá ta. Bài nào khác không? Bài nào khác nữa chờ để nhớ cái bài nào nữa. Thằng tiên đi tỷ này đẹp gái đang súng đồ á. Trời nè, cười nè. Để nhớ bài hai ba bài nữa. Thì cái cổ chắc mấy ngày chưa tắm à? Hai ba bữa chưa tắm hả? Đổ mồ hôi vậy á, răng cỏ vậy đó. Đổ mồ hôi. Giờ hát bài gì nữa? Nhiều bài quá. Không nhớ hát bài cũ đi. Hát bài cũ. Hát bài đây này, cơm em mua cho chị nè. Cơm sườn, cơm tắm sườn đó. Sao Bình Định không cho ăn? Để đây chút ăn. Chút ăn. Bình Định không cho ăn, cứ mỗi lần lên mua đồ cho quá trời. Bữa chú 5 đô la cho 500 ngàn xài hết chưa? Còn y nguyên à. Còn y nguyên hả? Dạ bữa nào hết rồi nói tôi cho thêm nha. Sao không xài đi? Xài đều mà đều không hết, chưa tới. Còn y nguyên à. Để bữa sau cho ha. Còn y nguyên à. Trời ơi, lấy xài đi hết cho nữa. Xài cũng mà đều cơ xài. Tiết kiệm quá vậy. Hả? Bà ô. Thì cũng có mua mà đều ít à, còn y nguyên à. Còn 500 ngàn y nguyên à. Hát giờ hát nghe bài đi. Suy nghĩ hoài vậy. Màu qua cà ha. Ừ. Đã từ lâu rồi, tôi là lính chiến quân hành còn triển miên. Mỗi khi đơn gì dần chẳng đời qua tim, nhớ em nhớ cả nỗi niềm. Khi nào tôi còn nhớ, khi chúng mình âu thơ, em thường hay ước mơ. Khi nào tan chính chiến, ta sẽ nên diện tròn màu quá ca tím. Đẹp chiến mình em ơi, nhưng hôm nay phố phường còn lắm mưa bay. Nếu đường này dậy trong gai, ngồi nghe súng nổ thương chân mơ hồ, nghe tiếng máu du quỳ tiếng đưa một người đấy, mấy năm em trong đời. Bạn đó hình như chưa quay lần nào không? Rồi hả? Rồi quay rồi hả? Ừ. Còn bài nào mới hơn không? Giờ có biết bài nào mới hơn? Hát bài về tình yêu. Nhạc sôi động. Nhạc sôi động không nhớ. Cải lương. Chỉ nhớ Lăng Đẹp à. Cái bài nào bữa hát thiệt hay đó. Bài nào hát thiệt hay đó? Quán nửa khuya hay gì đó. Tăng cổ á. Hát qua nhạc theo không kịp á. Không nhớ luôn hả? Chưa để nhớ cơ. Coi cái đầu tóc của bà quý vị nha, đọc lạ rồi. Bà quấn cho thun là ai làm vậy? Hả? Chị tự làm cho thun vậy hả? Chị tự làm. Để coi. Bà 44 tuổi rồi đó, có cháu ngoại luôn rồi đó. Vàng đeo, vàng trắng đeo đòi cổ à. Cái này có mấy đồng quạt à. Nhiều tiền không? Có mấy chục ngàn à. Mấy chục gì, mấy triệu có. Có mấy chục ngàn à, chứ đâu mấy triệu. Có mấy chục ngàn à. Người ta đi show á. Để nhớ cái bữa... Tăng cổ không biết bản gì quên mất tiêu rồi. Bữa tăng cổ nhớ bản gì quên mất tiêu rồi. Mới 44 tuổi răng rộng hết trơn, còn một cái chính giữa này, đọc lạ thiệt chứ. Nhìn chính diện coi đẹp gái không nè. Hả? Thì cũng y như vậy thôi chứ. Bài sống rất vô tư thoải mái luôn quý vị. Để nhớ coi bản gì quên rồi, để hát bản bài giống ông lão xuyên xích quá
Ông lại thằng Xích cũng tùng tám lần á. Bữa ông có quay hai vợ chồng cái ông lão á, ông ở căn trời quan. Ông ở với bà vợ ông mà hai vợ chồng ăn là nằm hết nằm sấp vậy ăn. Trời ơi. Tu đạo kỳ lắm. Trời ơi. Hớn à. Bây giờ ông bị bế đi công an không bế đi là giờ chạy xuống dưới ở nha. Thôi. Ở dưới có trời đẹp lắm. Thì biết rồi mà đều ở dưới thôi. Bình Dương á. Thích không? Ở dưới biết làm gì? Đi xin ăn. Hả? Đi xin ăn. Trời ơi. Đi cái đó khó quá. Ở trên đây nhiều lúc chị còn đứng clip bằng mộng này kia đồ được chứ. Mình nhìn thẳng vô ống kính này chứ nhìn xếp nó làm gì anh nào bên đó hả? Ê thẹn nữa. Giờ coi hát cái bài tại vậy nè. Chờ bài hát là tôi mệt mỏi lắm rồi đó. Nhiều quá mà. Giờ nhiều quá không nhớ hả? Nhiều quá không nhớ mà nhiều lúc cục quá. Thôi quá nửa khuya cũng được hát đại đi. Sầu riêng thì cũng cục quá, sầu riêng thì cũng cục có chút à. Tên cổ sầu riêng thì cũng cục quá. Bữa giờ ai cho mày tôm quá trời vậy? Còn không? Còn. Còn một thùng nữa hả? Còn một thùng nữa. Gạo. Gạo Kiểm mới đưa chở hồi hôm Kiểm mới chở hồi hôm để nấu ăn. Chị hát bản cũ hoài kỳ quá, có bản hay bản mới để coi. Bữa hát bản mới chân ông kia quên mất tiêu. Bỏ là hát bài hát là khổ sở rồi quý vị à. Tìm bài không ra. Mỗi lần suy nghĩ cứ nhìn qua bên trái vậy hả trời? Hả? Cái ống kính bên đây rồi cứ nhìn bên đó. Giờ hát bằng giờ chị cũng hát qua nè hát. Con đường xưa em đi cũng hát rồi mà. Hát rồi hát nữa sao đâu? Chị ca sĩ mà. Hả? Chị là ca sĩ mà. Em ra đi khi gà chưa gọi sáng cho nó dài vậy nha. Ok. Từ nè, bắt đầu 1 2 3. Em ra đi khi gà chưa gọi sáng. Trăng mùng 10 còn vẫn ướt giữa đầm sen. Dẫn chiếc xuồng nhỏ cây sào nặng thân quen. Dặn cơm gói mơ cao khăn rằng quấn cờ. Ngày lại ngày qua hàng trăm cây số. Nói chẳng đường dây theo nhịp lỗ quá đồng. Theo nhịp quê hương lúa chảy mạch máu hồng. Cuộc đời vui khi chiến trường dây gọi rút ngắn đơn đường là thêm bước tiến công. Xuồng em chở chú dân quân, chở anh cán bộ, chở cô hậu cần. Nón tay bèo lấp lánh dưới trăng. Lúc nói chuyện thì thầm, lúc cười vui rộn ra. Dân dân xa đưa dòng hò bồng lên với mây. Âm thanh dịu dàng, tha thiết ân tình. Rằng em như chiếc thôi đưa. Tháng năm em dệt chân đường mùa xuân nước non. Còn nữa không? Hết rồi. Mà để bữa nay giọng hay nè. Mấy bữa rút giọng xét nè. Rẻ nay hay hơn. Bữa nay hay quá trời. Bữa nay chị làm live show luôn đây. Bữa nay hát hay quá trời hay luôn. Live show. Mấy cái đó hát rồi. Bữa là tiếp YouTuber nhiều quá nên là rè đúng không? Chắc vậy á. Mà hôm nay hết rè rồi. Bữa nay hết rè nên giọng quá bén luôn. Nay hết rè rồi. Hát lại bài nữa thì để coi. Nhiều bài lắm mà quên mất tiêu nhiều lắm. Hình như mười mấy bản rồi mà phải không Bình Định? Mười mấy bản rồi mà nhiều quá mà. Mà
chị Loan mà bà ở ngay gọi nghĩa địa và quý vị ở cũng mấy năm rồi đó. À, bà có hai đứa con trai rồi đó, nhưng mà bà thích vậy đó, có nhà mà không chịu về ở. À thôi, giờ ở đi quen rồi về chi nữa. Tại chị không thích về nhà thôi đúng không? À giờ ở đây quen rồi. Để tối nay em ở lại ngủ chị nha. À tối nay ở lại nha. Được không? À được. Em ngủ đâu? À, ngủ trên cái võng nè. Rồi chị ngủ đâu? À chị ngủ ngoài kia, ngay chỗ kia. Ngủ võng đi. Ngủ võng đi chứ nè, võng nè. Võng nè, tối ngủ thử một bữa coi. Võng nó nóng lắm. Hả? Giọng nó nóng thì lắm. Thì nằm võng này. Mà sao một mình chị mà chị... À chị ngủ ngay chỗ ngoài kia, ngay chỗ đó. Chứ có đi đâu đâu. Ấy là một mình chị mà sao chị làm tới hai võng lận? À chứ giờ có hai cái mà... Hồi đó thì ở võng này, cái ngủ cũng đưa võng này mới nằm hai cái. Mà tại sao chị dọn chỗ vậy? Chỗ đó nó không hợp hả? Hay sao? À, tại vì dọn sửa sang được thôi. Chứ đâu có gì đâu. Tết cũng sửa sang lại nhà mới vậy hả? À, sửa sang được thôi. Ở vậy mà đồng không hiu quạnh vậy mà tối anh nào vô mò coi. có mò đâu. Chưa? Không, không có. Biết đâu? À, đâu khai có đi. À, không có. Sao à, người ta nói có? Có đâu mà có. Mấy người quán cà phê nói có, mấy ông tò te tọn tẹn. Có đâu có tò te, không có. À, bữa ông đi đúng mà, cái ông đi đúng tiêu, biết đâu. À, có ông nào mà chưa khai thiệt đi, có sao đâu. Không có. Không có luôn hả? Không. Không có. À, đâu có đâu. Bữa chị này kia đâu à? Chị nào? À, chị mà tặng quấy vậy à, hả? Chị tặng quấy đi đâu à? Bà bận rộn quá, bà bệnh rồi, bà mới đi mua mắt. Hả? Chị đó mới đi mua mắt về. À, mắt sao à? Mắt bệnh. À. Dạ. À, hột... Bị cùm á. À, rồi mẫu hả? Ừ. Ừ, ừ. Không có tiền rồi, chị có tiền cho bà không? Trời ơi, chị đâu có tiền đâu. Với mới nó có 500 ngàn mà không xài đó, cho bà 500 ngàn đi. Trời ơi, để mai mốt hậu thân tối lửa tắt đèn chứ không có ai ở bên vậy hết mà. Nè, bây giờ có tiền là dành hậu thân hả? À, hậu thân. Khôn quá vậy ta. À, trời ơi, sao khôn được, không có khôn. Cũng khôn quá trời chứ bộ. Giờ ở của mình mà không... Nhiều lúc xa xôi quá, lâu lâu Bình Định mới tới mà. Không? Cũng biết có tiền dành giữ hộ thân luôn ha. Mình giữ hộ thân bên mình chứ. À, đi mổ mắt đó hả? Dạ. Ừ, mổ cái đó nhiều. Ừ. Mấy xanh cụ chơi vậy hả? À, quý vị ơi, em có bán thuốc bổ xương khớp của glucosamine loại 280 viên hàng của Mỹ với giá là 850 ngàn free ship toàn quốc nha.